Chào mừng các bạn đã quay trở lại với tin báo thể thao. Trước khi đến với những thông tin quan trọng, mời các bạn cùng admin điểm qua bài tin chính trong ngày hôm nay. Zidane đưa Mbappe cùng đến MU. Sergio Zakanip và cộng sự chốt ký Onise. Ba đều thấy được từ cuộc phỏng vấn của Sergio Zakanip và còn rất nhiều thông tin khác. Sau đây chúng tôi mời các bạn cùng đón xem. Zidane đưa Mbappe cùng đến MU. Theo báo cáo tại Pháp, huấn luyện viên Jin Jin Zidane đã hoàn thành khóa học tiếng Anh cấp tốc của ông trong thời gian qua và đủ vốn làm việc tại xứ sở sương mù trong thời gian tới nếu nhận được đề nghị thay Erik ten tại Oxford. Bên cạnh đó, việc tương lai của Kylian Mbappe đang rộng mở, người ta tin rằng khả năng huấn luyện viên Zinedine Zidane cùng với Mbappe gia nhập vào U đang ngày một cao hơn. Đích thân Kylian Mbappe đã lên tiếng xác nhận việc chia tay PSG sau mùa giải 2023-2024 khép lại vào đêm qua ngày 15 tháng 2. Thông tin này đã nhanh chóng tạo ra cơn sốt trên thị trường chuyển nhượng châu Âu dù lúc này đang là giai đoạn giữa mùa giải. Gần như ngay lập tức, những đồ đoán xung quanh tương lai của Mbappe dội lên, đặc biệt liên quan đến MU và tiền đạo người Pháp khi sự quyết tâm của ông chủ mới Jim được cho đang rất cao và một thương vụ mang tên mb sẽ là cực kỳ hoàn hảo tại Oxford lúc này. Theo giới The Independent, mẫu MU đã và đang nổi lên như một điểm đến khả thi cho Kylian Mbappe khi siêu sao này được cho sẽ sẵn sàng gia nhập câu lạc bộ nửa đỏ thành man dưới thời ông chủ mới Sir Jim Ratcliffe. Sir và cộng sự chốt ký Onise. Theo Mirror, đội ngũ Sir Jim sẽ can thiệp vào công tác chuyển nhượng của MU ở mùa hè năm 2024 và họ quyết định sẽ chiêu mộ Michael Onise của Crystal Palace. MU chấp nhận chi 60 triệu bảng, qua đó thuyết phục đại bàng bán ngôi sao của mình. Michael Onise mới chỉ 22 tuổi đã quen với môi trường bóng đá ngoài hàng Anh. Anh rất chất lượng và đa năng, đó là lý do khiến Man đỏ quyết định đưa cầu thủ này trở thành mục tiêu số 1 ở mùa hè năm nay. Erik ten Hag mất điểm với Sergio Tacanip khó trụ lại ở MU. Mới đây, ngoài hàng Anh đã chấp nhận việc mua 25% cổ phần của câu lạc bộ MU của Sergio Tacanip. Giờ chỉ thêm xác nhận từ FA là vị tỷ phú này toàn quyền bắt tay vào công việc tái thiết nhà hát của những giấc mơ. Thỏa thuận với nhà Grazer, Sergin Takenip sẽ chịu trách nhiệm toàn bộ mảng thể thao, trong đó có bóng đá và kế hoạch cải tổ đội bóng, sân đấu cũng như việc mua sắm cầu thủ, bổ nhiệm huấn luyện viên trưởng. Trong cuộc gặp gỡ đầu tiên với đồng sở hữu mới của MU, Erik ten Hag cho biết mọi việc là tích cực. Các nguồn tin cũng khẳng định công việc của nhà cầm quân người Hà Lan không bị đe dọa ở giai đoạn hiện tại. Tuy nhiên, qua bút cát của Football Insider, nhà báo Peter Oroker tiết lộ, Sergin Takenip và các cộng sự ở tập đoàn Ineos không muốn Erik ten Hag làm huấn luyện viên giải hạn của MU vì hai lý do không thể chấp nhận được. Đội bóng bị loại thảm hại ngay ở vòng bảng C1 và những màn trình diễn kém diễn ra thường xuyên của họ. Đành rằng MU gặp khó bởi ảnh hưởng của chấn thương nhưng đội chưa quá phập phù, hoàn toàn thiếu nửa. Trừ khi quỷ đỏ thực hiện thay đổi mạnh mẽ theo hướng tích cực, đạt sự nhất quán bằng cách kiếm được một suất dự cúp C1 mùa sau thì Erik ten Hag mới có thể giữ ghế lâu hơn ở Old Trafford, nếu không khả năng ông sẽ bị thay thế vào cuối mùa. Diễn biến vô để rong 12 cầu thủ dài MU. Theo tiết lộ từ tờ Sport, phan kỳ đại và người đại diện hiện đang trong cuộc đàm phán tích cực với Barca về khả năng gia hạn hợp đồng. Gần đây, câu lạc bộ xứ Catalan được cho đang có nguy cơ phải bán anh để cân đối tài chính. MU là đội quan tâm hàng đầu tới De Jong, Tuy nhiên, đội bóng của Ten Hag một lần nữa phải nhận cái nắc đầu từ tuyển thủ người Hà Lan vì anh chỉ muốn khoác áo Barca. Bên cạnh đó, theo ESPN, MU đang lên danh sách 12 cầu thủ phải ra đi vào mùa hè này, bao gồm Christian Eriksen, Rafael Varane, Casemiro, Harry Maguire. Cốt McTominay, Aaron Wan-Bissaka, Victor Jadon Sancho, Donny van der Beek, Facundo Meneci, Brandon William và Anthony Martian. Ba điều thấy được từ cuộc phỏng vấn của Sir Jim Ratcliffe: Sau rất nhiều khâu thẩm định, FA cuối cùng đã thông qua khoản đầu tư giá trị hơn 1 tỷ bảng để mua lại 25% cổ phần của đội chủ sân Old Trafford. Kể từ đây, ông và phụ tá sẽ nắm toàn quyền chi phối hoạt động bóng đá nhằm đưa quỷ đỏ trở lại một cách mạnh mẽ. Đây là ba điều rút ra được từ những cuộc tiếp xúc đầu tiên với báo giới của vị tỷ phú người Anh một ông chủ tốt bụng. Người hâm mộ MU đã quá quen với việc câu lạc bộ của họ luôn bị coi là một con bò sữa trong mắt của nhà Glazer trong suốt 19 năm qua. Dù rằng vẫn có những bản hợp đồng lớn được mang về hàng năm, nhưng nó không thấm vào đâu so với doanh thu và số tiền mặt chảy vào túi các ông chủ người Mỹ. Kể từ khi MU được giao bán, các cổ động viên luôn có câu hỏi rằng liệu cổ đông mới có chung suy nghĩ hay không. Rất may, Sir Jim Tuckernip đã khẳng định mục đích của ông khi tham gia thương vụ này không phải vì tiền mà nó xuất phát từ tình yêu với đội bóng. Vị tỷ phú 71 tuổi nói, nó được điều khiển bởi trái tim. Đối với tôi, đây không phải là một khoản đầu tư tài chính. Nếu tôi muốn đầu tư tài chính, tôi sẽ mua một công ty hóa chất khác. Thực sự tôi không quan tâm đến khía cạnh tài chính của khoản đầu tư này bởi vì tôi thực sự đã kiếm đủ tiền từ hóa chất và dầu khí. 2. Kế hoạch 3 năm. Sơ Jim Zakenip biết rằng người hâm mộ Quỷ Đỏ đã phải chờ đợi quá lâu và họ đang mất dần kiên nhẫn với sự phục hồi của câu lạc bộ. Tuy nhiên, mọi chuyện không thể thay đổi trong một sớm một chiều và ông cũng đã nói rõ ràng, ông cùng công sự cần thời gian, cụ thể là khoảng 2 hoặc 3 năm. Các cổ động viên sẽ phát điên nếu nghe tới kế hoạch 10 năm, nhưng nếu đội bóng đi đúng hướng trong 3 năm tới, chúng tôi sẽ chơi thứ bóng đá hay nhất giống như những gì mà Manchester City hay Real Madrid đang thể hiện. Năm 2028 sẽ là cột mốc, bởi đó là thời điểm kỷ niệm 150 năm thành lập câu lạc bộ. Sân vận động Old Trafford mới đang có hai luồng ý kiến tồn tại ở Manchester United liên quan đến sân nhà của họ, một là cải tạo Old Trafford hiện tại hai là xây một sân vận động mới bên cạnh. Và Sarsen Tarkovnikov có vẻ như về phương án thứ hai và tham vọng tạo nên một tổ hợp mới tương xứng với tầm vóc của câu lạc bộ. Chia sẻ về điều này, vị tỷ phú người Anh nói: "Chúng tôi có thể chi một tỷ bảng để cải tạo lại sân vận động hiện tại, mở rộng quy mô lên đến, đến 80 đến -90 90.000 chỗ ngồi. Nhưng thành thật mà nói, thì nó không phải phương án hoàn hảo bởi nó đang nằm cạnh ngay một tuyến đường sắt. Trong tưởng tượng của mình, tôi muốn xây một sân vận động mới về phía bắc, một tổ hợp đạt đẳng cấp hàng đầu thế giới, nơi mà đội tuyển Anh có thể tới thi đấu trong tương lai. Đó sẽ là trung tâm của thế giới bóng đá khi nó được đưa vào sử dụng." U tiếp tục cải tổ mạnh mẽ bộ máy lãnh đạo với người cũ của Man City. Manchester United đang rất tích cực trong việc tái tạo lại bộ sậu quản trị của họ với giác sơn quy cốt của Southampton đứng đầu danh sách những người họ muốn đưa về để nhắm đến cho vị trí phó giám đốc thể thao hỗ trợ trực tiếp cho Dan Atwood. Sau thông báo vào tháng trước rằng Omar Pedera, giám đốc điều hành bóng đá của Manchester City sẽ chuyển đến Man United vào mùa hè này, một đội ngũ quản lý chất lượng để cố gắng biến đổi câu lạc bộ sau một thời kỳ suy thoái. Sơn Jim chủ tịch tập đoàn Ineo, muốn hỗ trợ Pereira bằng cách cho phép ông thực hiện một số sự bổ nhiệm quan trọng cho các vị trí chủ chốt trong thành phần ban lãnh đạo. Vì vậy, các cuộc trò chuyện đã diễn ra với Wicot, giám đốc bóng đá của Southampton, ngay sau khi Dan Atwood được đề cử làm giám đốc thể thao mới của Man United. Atwood cũng đang nắm giữ một vị trí tương tự Wicot tại Newcastle và Man United sẽ phải bồi thường đáng kể nếu muốn giành được chữ ký của Atwood. Atwood và Wicot đều được tập đoàn Ineo và Pereira đánh giá cao. Pereira rất hiểu rõ về Wicot về Wicot đang làm việc cùng Pereira tại Man City với tư cách làm giám đốc học viện trẻ của nửa xanh thành Manchester. Được nắm quyền điều hành bằng bóng đá của MU dưới sự hỗ trợ của tập đoàn Ineo là một đề xuất hấp dẫn nhất đối với cả hai người. Nếu Cốt chuyển đến MU, ông sẽ trở thành phó giám đốc bóng đá cho Dan Edward. Cốt đã dành gần một thập kỷ tại Man City và đã góp công lớn trong việc phát triển sự nghiệp của những Finn Foden, Rico Lewis hay Cole Palmer cũng liên quan đến thông tin trên quá trình mua 25% cổ phần của Daniffi đã được xác nhận vào thứ sáu tuần này sau khi nhận được sự chấp thuận từ ngoại hạng Anh và Liên đoàn bóng đá Anh giám đốc điều hành của tập đoàn Ineo Jean-Claude Balansy và giám đốc thể thao Cédric Balanford sẽ tham gia hội đồng quản trị của MU cùng với Omar Pereira. Ten Hag chốt kế hoạch cho Mason Greenwood mới đây Mason Greenwood đã bị đẩy sang Getafe theo dạng cho mượn dù vắng bóng khá lâu trên sân cỏ nhưng cầu thủ 22 tuổi tiếp tục cho thấy tiềm năng phát triển lớn anh trở thành trụ cột nơi hàng công của Getafe khi ghi tổng cộng 7 bàn thắng và 5 đường kiến tạo tính trên mọi đấu trường. Phong độ ấn tượng này giúp Mason Greenwood nổi vào mắt xanh nhiều đội bóng lớn. Tuy nhiên, ngôi sao người Anh vẫn đang chờ đợi cuộc gọi từ phía MU. Mason Greenwood vẫn muốn công hiến cho câu lạc bộ chủ quản và sẵn sàng góp mặt nếu được trao cơ hội thứ hai. Theo The Sun, việc Mason Greenwood trở lại Old Trafford hoàn toàn có thể xảy ra bởi lẽ Erik ten Hag cũng đang tính đến việc đưa chân sút 22 tuổi vào kế hoạch trong mùa tới. Trong bối cảnh hàng công của Quỷ Đỏ đang chơi thiếu ổn định, Ten Hag muốn có sự phục vụ của Greenwood để giải quyết vấn đề. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video này. Nếu quý vị và các bạn yêu thích, hãy ủng hộ mình một like, nhấn và đăng ký kênh. Và đừng quên ấn vào chuông thông báo ngay bên cạnh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào mà chúng tôi lên sóng. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!